Dạ con xin mến chào tất cả cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh miền Tây. Hôm nay tiếp tục ghé lại vườn của anh Út của chú Bonsai Văn Út kính mến, giới thiệu đến quý chú một lô cây mới của anh ha. Hôm nay cũng có khá nhiều cây hoa kiểng, cây ăn trái của chú, đặc biệt là những cây anh sưu tầm thôi ha. Đó, trước mắt là một cây vú sữa rất là đẹp nè, đế sáp luôn, nhỏ nhưng mà dễ thương. Một số cây khác như là ổi, là bình bát nữa, hôm nay có bình bát nữa ha, mận phát tài, trang, rồi hồng ngọc mai, kim quýt. Rồi em chào anh Út ơi. Rồi mến chào chú Khánh, chào toàn thể của bác anh chị em gần xa đang xem kênh Bonsai Lục Tỉnh miền Tây kính mến. Hôm nay ngày mới thì Út cũng có siêu tầm một số cây ăn trái và một số cây kiểng, bao gồm các loại, muốn giao lưu cùng với của bác anh chị em gần xa, mong của bác anh chị em gần xa xem thương tình ủng hộ. Nhưng Út trân trọng cảm ơn. Chi tiết giao lưu với Út qua số điện thoại là 0349581409, số đó là số Zalo của nhà Út, địa chỉ ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Linh Dung, tỉnh Đồng Tháp. Dạ Rồi chi rồi. tiết giới thiệu đầu tiên, cây số 1 đó là cây vú sữa lò ghen. Vú sữa lò rèn anh Út Vú ha. sữa lò ghen. Cây này được người ta trồng sắp đế từ Đúng rồi, nhỏ anh từ ha. nhỏ. Cây này thì dáng trực tầng đa. Cây thuần thuần mô nghe các bác chị em. Trực tầng đa thiên nhiên vậy Thiên ha quý nhiên. chú. Đó, cái phân tàn nó tròn vậy nè, các bác chị em giao lưu gì mình chỉnh sửa tùy theo ý thích của mình nha. Dạ. Còn thôi mình cứ để vậy mình chơi anh Út Đúng ha. rồi. Cây này mình cho chậu mình để trước sân nhà mình. Chơi kiểng vừa đẹp mà vừa có trái ăn rất là ngon bổ dưỡng nha các anh chị em. Dạ, đây. Rồi tiếp theo là mình sẽ chi tiết. Rồi, chiều cao trước giúp em đi. Rồi cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến ngọn gì mình hạo là hơn 1 mét, mình kể 1 mét. Cao rộng lên này. Rồi cái tán ngang rộng là tầm 1 mét 1 mét 7 mét 8 nhiêu kể 1 mét rưỡi. Dạ. Cái đằng tròn nha các anh chị em. Rồi quanh gốc vị trí mình đo nơi đây được 24 quanh, mình kể 23 quanh. Dạ, rồi, 23. Cái đường kính bầu gì được 4 tấc rưỡi. Thoát thân đến cái cốt cành nó là được 2 tấc rưỡi. Dạ rồi. Quay tròn vòng giúp em luôn ha. Người ta trồng người ta có sữa đế anh Sữa ha. đế sắp đế đều hết. Ở đây nó bị sâu ha, nhưng mà nó cũng cuốn Đúng rồi, lại anh cuốn ha. mép hết rồi, nó ngoài da. Không đến đổi gì. Nó thường vú sữa bị vậy đó chú. Người Nó già không đánh đổi tự gì hết lành. Rồi. Nhiều rồi anh ha. Rồi cây vú sữa lò ghen mã số 1. Nhưng cũng giao lưu với giá là 1 triệu 9 nhưng bao ship. Toàn quốc luôn ha. Toàn quốc cho các anh chị em giao lưu luôn. Rồi, hôm nay ship toàn quốc hết anh ha. Rồi. Chữ chính ship toàn quốc luôn. Dạ. Cây liên lạc gần nguyên heo chung. Đổi luôn anh ơi. Rồi, nó tiếp nút đổi cây. Khi mình ra được. Dạ. Cây đó vô chậu mình chơi rất đẹp của tôi trong cái không gian nhỏ nhỏ ha. Rồi nó tiếp hút giới thiệu đến mã cây số 2. Đó là một cây kim quýt. Dạ, cây kim quýt cổ. Kim quýt này cổ nha các anh chị em. Đó. Học tàn cốt tự nhiên. Tàn tự nhiên, cái form tàn nó cũng tương đối tròn đẹp. Dâm cành nó thì dày đặc như thế này. Đó. Dạ. Cái bộ gốc nó có cái củ khến như thế này, nó có cái dáng giống như con thú đó, mình mường tượng đây là đuôi nè, giò nè, mình mường tượng như nha các anh chị em. Rồi nói tiếp thì cũng hạo chi tiết chiều cao. Cây này thốt thân cao anh thốt ha. Thân cao, đây trái đang nhiều lắm luôn chú, trái chín nè, trái non, trái đang ra bông và trái dừa dừa rất là nhiều luôn, trái chín rất là đẹp. Cái phân tàn nó rất là rộng các anh chị em, lúc mới vừa cuốn tàn. Cây này cây thuần mô. Chi tiết từ mặt bầu đến ngọn là tầm 2 mét. Dạ, cao 2 mét. 2 mét. Tán rộng hiện có nhiêu rồi anh? Là tán rộng là hơn 1 mét, nhú kể 1 mét. Dạ. Mình gốc vị trí mình đo nơi đây được 27 quanh. Dạ rồi, 27. Mình đo nhiều cái chi tiết cho các anh chị em xem. Đây đây, 19 quanh. Cây này rất đăng cây nha các anh chị em. Tới đây. Tới đây là 17 quanh. Dạ đó. Rồi, tới đây 17. Thoát thân đến cái cốt cành bóng tàn của nó từ mặt bầu đến đến bóng tàn là được 9 tấc. Dạ rồi. Rồi, cây này giá sao đây? Cây kim quýt mã số 2, nếu cho lưu giá là 2 triệu 6. 2 triệu 600 ngàn anh đúng không? 2 triệu 600 ngàn, bao ship toàn quốc cho các anh chị em vô lưu nha. Dạ, đường kính bầu của nó là 4 tấc 8. Dạ. Cây trái non, người trái chín. Đúng này, rồi, rất là nhiều trái luôn. Cây này cây thuần mô của bác anh chị em giao lưu gì yên tâm nha, sức sống rất là mạnh mẽ.
quýt dòng cây cổ ha, biển cổ. Dạ rồi, đổi giúp em luôn ha. Rồi tiếp theo chúng đổi cây. Rồi khi mà đó con. Nó tiếp đến là cây số 3. Số 3. Đó là một cây mận An Phước. Mận An Phước. Dạ. Này về mình chơi ghim cũng được mà mình chơi lấy cái mận Hoàng Yến anh ha, ghép vô cho nó trái cho đẹp. Nhưng mà mận An Phước này nó trái nó rất quý, mình có thể xuất khẩu được luôn. Trái to mà ăn rất là ngon nữa. Dạ đây. Đó, có bộ đế khến đẹp. À, những cái chi tược thì phát triển rất là mạnh. Mận này mận trơn nha các anh chị em. Dạ. À, tầm khoảng 4 năm. À, rễ bạ rất là nhiều, sức sống rất là mạnh. Đây là trò tược rất là non nè, nó ra non nhút luôn, rất là tốt luôn. Dạ rồi. Đang ra tược rất mạnh ha. Rồi nó tiếp như hút xe đo hoành thân gốc. Vị trí này được 65, nếu hút kể 64 hoành. Dạ. Bộ đế nở đều đẹp. Đường kính bầu như vậy được 5 tấc 9. Chiều cao từ mặt bầu đến cái thân chính giữa của nó là được 7 tấc 3. Dạ. Cô bác anh chị em vô lui mình trồng cái chậu to to thì mình mua cái bao mướp mình bọc mình ăn trái rất là bổ dưỡng nha các anh chị em. Rất ngon luôn. Cây này đế đẹp thôi. Rồi, cây mận này. Rồi, cây mận An Phước mã số 3 giúp vô lưu giá là 1.800.000, giúp bao ship toàn quốc. 1.800 ship toàn quốc luôn hả vui. 1.800. Dạ. Rồi tiếp theo chúng đổi cây. Đổi luôn giúp em ha. Chắc đi. Số 4 là rồi cây nó tiếp là số 4, vẫn là cây mận An Phước. Cũng là An Phước nữa. An Phước. Rồi. Một cặp. Dạ. Ba anh chị em mà giao lưu một cặp thì cũng giảm giá cho các anh chị em yêu thích nha. Hai gốc là đẹp hơn chứ. Phù hợp mà cho mình lên cái chậu to to mình để trước cửa nhà. Những cô bác anh chị em nào ở thành thị chưa có cây ăn trái thì mình giao lưu một cây gì mình vừa chơi kiển đẹp mà vừa có trái ăn luôn. Dạ. Rồi. Bộ đế nở đều đẹp. Tiếp theo là chi tiết. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến ngọn là 6 tấc 3. Hoành thân gốc vị trí đây được 59 hoành. Dạ rồi, 59 hoành. Đường kính bầu được 6 tấc. Rồi đến cái mận An Phước mã số 4. Nếu hút giao lưu dưới giá là 1.800.000 đồng giá. 1.800.000 anh 1.800.000. ha. 1.800.000. Dạ. Cây phát triển rất là tốt nha các anh chị em. Được non ca xum xê luôn. Dạ cây rồi. Này của bác em vô lưu về trồng chậu thì tầm 1-2 tháng thôi mà nó ra xum xê hết rồi, nó có trái lắm. Rồi tiếp theo đổi cây đến mà cây số 5. Số 5 là cây gì đây? Số 5 đó là một cây ổi. Chà, nặng. Cây này khá nặng hay không chú? Số 5 đó một cây ổi ổi lê. Dạ dạ. Cây ổi lê thuần chậu. Cây này vô dây được nè đúng không? Đúng rồi, vừa, vô dây rất là vừa luôn. Cành phóng bay bay quá chú ơi. Đó. Củ nó nở đẹp nè. Này mình đệm ra một cây bay rất là đẹp. Nè, cây cành vừa vô dây. Vừa vô dây lắm. Mình có thể để như vậy cũng được mà mình cắt bỏ từng này cũng được tùy theo ý thích của bác anh chị em vô luôn nha. Dạ. Rồi tiếp theo là chi tiết. Cành đầy đủ hết trơn ha. Cái này vừa vô dây lắm. Cây ô lê thì trái ăn ngọt nha các anh chị em. Tiếp theo là mình đo hảo hoành thân gốc. Vị trí này được 43 hoành. Dạ. Nút kể 42. 43. Cái đường kính bầu lọt lòng được 5 tấc 8. Dạ. Rồi chiều cao. Chiều cao từ cái thân giữa nên dấn đọt nó đi 1 mét. Cái chiều bay của nó là 1 mét rưỡi có hơn. Nút kể 1 mét rưỡi. Dạ. Rồi đến cái ổi lê mã số 5. Nhúc vô lưu với giá là 1.800.000. 1.800.000 nhúc bao ship toàn quốc cho các anh chị em yêu thích nha. Dạ rồi, 1.800.000. Rồi, cây ổi này cũng có nhiều lợi ích nha các anh chị em. Cái lá nó mình có thể làm trà ổi mình trị uống trị bao tử được cũng hay lắm nha. Dạ.
giảm cân đồ anh ha. Đúng rồi, có ổi trái chín mình ăn ngon bổ dưỡng nữa. Rồi nó tiếp hút đổi cây. Rồi đến cây số 6. Ôi, nặng quá. Tiếp tục một cây. Tiếp theo đến cây số 6. Rồi hôm nay tiếp tục có bình bát nữa anh ha. Có một cây bình bát vàng. Còn giờ xích nó ra kéo xích. Bình bát vàng. Có một cái dáng cành bay rất đẹp. Đó. Của ba anh chị em yêu thích gì mình giao lưu, mình ghép na thái hoặc là mãng cầu gai. Dạ. Ba dòng loại trên một cây trái thì mình mãng cầu gai mình vừa làm trà mãng cầu mình ăn hoặc là mình chưng rất đẹp. Rồi. Cây đang phúng chồi tược rất mạnh luôn. Dáng bye bye ha. Cây bình bát thì nó sức sống rất là mạnh mẽ của ba anh chị em, rất là dễ sống. Cây có hoành gốc vị trí đây được 66 hoành. Đường kính bầu là 50. Chiều cao từ mặt bầu đến cái thân giữa như thế này được 1m26. Từ mặt bầu đến cái cành bay gì là 1m6, lúc kể 1m rưỡi. Trước ảnh cũng con cây dáng giống vậy nè anh ha. Đúng rồi, đã giao lưu cho của bác anh chị em yêu thích rồi. Rồi. Rồi, cây mình bác mã số 6, nhúc giao lưu với giá là 1.800.000, nhúc bao ship toàn quốc. 1.800.000. Ship toàn quốc luôn. Rồi cây đang phát triển trời tược non rất đẹp luôn anh chị, rất tốt luôn đó. Dạ. Rồi mình tiếp luôn. Rồi nó tiếp nhúc đổi cây. Dạ. Đến mà cây số 7. Rồi số 7. Tiếp theo đến mà cây số 7 đó là một cây phát tài thường chậu. Phát tài sọc vàng. Đó. Dạ, phát tài sọc vàng. Nó có sọc vậy đó. Có sọc anh ha. Phát tài sọc. Cây có củ đế nở đẹp quá chưa. Rồi nó tiếp nút đo chi tiết. Cây có bệnh gốc vị trí nơi đây được 40 quanh. Rồi, 40. Nơi củ đế. Mấy củ khến đặc như thế này. Được 6 tấc rưỡi. Củ khến đặc. 6 tấc rưỡi. Rồi, chiều cao. Chiều cao là được 1 mét. Tán lá của nó là được 8 tấc. Dạ. Đường kính bầu lọt lòng là được 60. Rồi thoát thân đến cái chi cành của nó là được 4 tấc. Rồi cây phát tài sọc. Mã số 7. Nhúc vô lưu giá là 1.500.000. Nhúc bao ship toàn quốc. 1.500.000 anh ha. 1.500.000. Bao ship toàn quốc. Dạ. Rồi tiếp theo nhúc đổi cây. Tiếp tục luôn. Số 8. Số 8 là cây gì đây? Tiếp tục là phát tài nữa. Số 8 là phát tài sọc vàng. Cây này cũng dáng trực tàng đa. Cái này chắc mình cắt cái cây xuống mình dâm lại anh ha. Đúng rồi, mình dâm lên nó phát triển tốt. Rồi nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đơn giản gì đó. Chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến ngọn là 6 tấc. Tán lá của nó là 3 tấc. Hoành gốc được 19 hơn, không phải 19. Cái lóng đến cốt cành là được 3 tấc 8. Từ kính bầu là 2 tấc rưỡi. Rồi đến cây phát tài sọc vàng. Mã số 8. Nhúc vô lưu giá là 450.000, nhúc bao ship toàn quốc. Dạ, 450. Dạ rồi. Rồi tiếp theo có đổi cây. Đổi giúp em luôn. Rồi nó tiếp đến mà cây số 9. Cơm đó nguội. Là cây cơm nguội dáng thế. Dạ, cây này hầu như chỉ thấy có mình là anh Út là có. Dáng trực cành bay. Cây đang phát triển bông trái luôn đó. Bông trái nữa nè. Cây này thì mới có phát triển sương sương nha các anh chị em. Tầm nó tốt rồi đó, vô chậu tốt rồi nó ra tược lá nhiều thì trái rất là sai, rất là đẹp luôn các anh chị em ơi. Dạ. Đó, trái nó màu hồng hồng, đỏ đỏ, tím tím vậy nè. Ra chùm chùm trái luôn. Phối hợp những cái tiểu cảnh hồng non bộ thì rất tuyệt vời. Cây này khá là lâu lớn nha các anh chị em. Cây như tầm gì tầm mấy chục năm nha các anh chị em. Rồi úp đo hạo cái củ của nó. Hoành củ được 36 hoành. Dạ. Hoành thân ở đây được 28 hoành. Cái thân chính như thế này được 17 quanh.
chiều cao được 5 tấc, cạnh bay gì được từ vị trí đây được 6 tấc rưỡi, dạ, phải 6 tấc, đường kính bầu là 4 tấc, đường kính bầu là 4 tấc. Rồi đến cây kim nguội mã số 9, Nhân Quốc giao lưu với giá là 1.100.000, Nhân Quốc bao ship toàn quốc. Rồi, 1.100.000 anh Út ha. Đúng rồi, cây này khó kiếm cây to như thế này đúng không anh Trang? Dạ. Rồi, rồi tiếp theo cũng đổi cây. Cơm nguội. Cây cơm nguội. Cây khá độc đáo ha. Đây cây rồi nói tiếp là cây cơm nguội dạng cụm bụi. Một cốt, một bệ liền có cụm bụi nhiều thân. Cái chuỗi trái nó như sam trái rồi vậy hả chú? Nhưng mà trái nó dẹp chứ nó không tròn. Đúng rồi, nó giống như cái trái gì vậy nghe cũng anh Trang. Đây là cái bụi thân này nè. Cái này mà mình chơi bonsai là cũng được anh ha. Đúng rồi, chị theo bonsai chị rút lại. Sau này nó có cho trái treo chùm chùm lại. Tiếp theo là chi tiết, cây có chi tiết từ mặt bầu đến ngọn của nó là 1m3. Tán ngang cốt cành là được 9 tấc. Mình đo một cái thân đại diện đi. Thân đại diện ở đây được 20 hoành. Dạ, 20. 20 hoành. Đường kính bầu là 4 tấc 3. Nằm bò bò vậy đó ha. Nằm ngã ngã bò bò nghiêng nghiêng vậy đó. Rồi cây cơm nguội mã số 10. Nhưng cũng chưa lưu ý giá là 900. Này lượt lại mình lấy 4 5 thân hay là lấy 7 gì đó ha chú. Chơi bonsai ha. Rồi 900 ngàn. Cây cơm nguội mã số 10. Trái thì như quý chú thấy cây kia rồi đó ha. Và nó có đổi màu nữa anh ha. Nó có đỏ, nó xanh. Xanh, nó... có tím tím, có đen đen nữa. Tím rồi đen nữa. Ngầu lắm. Dạ rồi, tiếp theo múc đổi cây. Tiếp theo đến là cây số 11. Đó là cây vàng Ngọc Châu. Cây vàng Ngọc Châu, cây đang cho bông. Dạ. Cây này rất là xiên trái nha các anh chị em. Cây này tên phong thủy rất đẹp. Vàng Ngọc Châu. Cây này trái ăn được nha các anh chị em. Trái nó ăn ngọt, mùi thơm dưa hấu. Lúc đã có ăn rồi. Đây là những cái búp bông nó nè. Đó. Trái là màu vàng nè, nó có đang vàng vàng nè. Bông năm cánh, nhị vàng anh ha. Nhị vàng luôn. Trái nó tròn màu vàng anh, rất là đẹp luôn, rất sáng. Dạ. Rồi tiếp theo là chúng sẽ chi tiết. Cây này, cây... Mấy cây này chỉ có anh Út mới có. Cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến ngọn là 9 tấc. Tán ngang cốt cành là được 7 tấc rưỡi. Hoành thân bằng ngón tay ha. Đường kính bầu là 2 tấc 8. Hoành thân bự hơn ngón tay tí. Hoành thân được 8 hoành yếu. Rồi. Rồi đến cái cây vàng Ngọc Châu mã số 11, nếu cho lưu giá là 900, nếu bao ship toàn quốc. Dạ. Tiếp luôn anh ơi. Rồi, tiếp theo lúc đó cây. Tiếp theo đến là số 12. Đó là một cây thiên tế. Mã số 12. Thiên tế. Thiên tế. Rồi, một cây thiên tuế. Tiếp theo là chi tiết. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến cái ngọn lá của nó là được 7 tấc 4. Đó hạ của bình thân nơi đây. Là được 4 tấc rưỡi. Dạ. Rồi, đường kính bầu là được 4 tấc. Cây thiên tuế mã số 12, nhúc vô lưu giá là 800. Nhúc bao ship toàn quốc. Cây này cũng khá là lâu nha các anh chị em. Cây nó đang có con tầm có chục con á. Rồi nó tiếp nhúc đổi cây. 800 thôi anh ha. 800. Về vô chậu đẹp chơi Tết cũng được. Đúng rồi. Nó đang ra lá non rất là non đẹp. Non rất đẹp luôn. Non nhút luôn. Rất là mướt. Rồi. Thân thì nó ôm con nhiều lắm. Ôm con rất là nhiều. Tầm có chục con. Rồi tiếp theo nhúc đổi cây đến là cây số 13. Tiếp theo đến là cây số 13, đó là một cây đinh lăng. Cây đinh lăng. Cây bụi đinh lăng. Cây này một củ, một củ một cốt, đinh nhiều thân, dáng trực tầng đa, lùng lực. Chi tiết từ mặt bầu đến ngọn là được 8 tấc. Tán lá cốt cành được 5 tấc. Rồi, hoành gốc vị trí đây được 16 hoành rưỡi, nếu kể 16 hoành. Đường kính bầu được 3 tấc. Rồi cây đinh lăng mã số 13 chúng tôi lưu giá là 450.000. Chúng bầu ship toàn quốc. Cây này của bác anh chị em giao lưu gì mình trồng cái chậu khi có đọt non như thế này, mình ngắt mình ăn mì rất là ngon luôn, rất bổ dưỡng nha các anh chị em. Cây này cũng trị bệnh cũng nhiều chứng bệnh lắm.
Đinh lăng có nhiều tác dụng anh ha. Nhiều tác dụng bổ dưỡng cho cơ thể của người mình lắm. Dạ rồi. Rất quý. Rồi tiếp theo chúng tôi cây. Đến là cây số 14. 14. Là một cây hồng ngọc. Hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai bonsai lùng lực. Dán cũng dán chịch đằng đa. Cũng đang có bông sương sương nè. Đó. Cô bác anh chị em giao lưu gì trồng cái chậu đẹp đẹp. Mình chân cũng rất là đẹp nha các anh chị em. Dạ. Rồi tiếp theo là chi tiết. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến ngọn nó là 4 tấc rưỡi. Tán ngang được 4 tấc rưỡi. Hoành gốc vị trí đây được 9 hoành. Cái bộ đế nơm sổ gì được 1 tấc 7. Dạ rồi. Đường kính bầu nó là tầm 3 tấc. Rồi cây hồng ngọc mai mã số 14 giúp lưu giá là 350.000. 350.000 giúp bao ship. Rồi nó tiếp những gốc đổi cây. 350. Dạ, tiếp tục luôn. Rồi tiếp theo đến là cây số 15, đó là cây ổi xưa. Cây ổi gục đỏ, trái nhỏ nghe các anh chị em. Ổi này ổi xưa. Ổi loại chim ăn á. Dạ. Chim ăn rồi nó mọc lên đó. Rồi. Có một cái dáng đổ như thế này, giúp tạo dáng gì của anh chị em yêu thích thì chỉnh sửa thêm nha. Chi tiết từ mặt bầu đến ngọn là 8 tấc. Cái cành đổ gì được 7 tấc. Thân thì lượng lắc. Hoành gốc vị trí đây được 12 hoành. Đường kính bầu là được 2 tấc 9. Rồi đến cây ổi xưa. Ruột đỏ, giúp vô lưu ý giá là 600.000. Dạ, 600. 600. Tiếp theo những gốc tới đổi, đổi cây. Rồi. Và ship toàn quốc cho các anh chị em yêu thích luôn. Tiếp tục luôn anh ha. Rồi tiếp theo đến mà cây số 16, đó là cây trang Pháp Son. À, Pháp Son. Pháp Son, có mặt bông luôn. Đây, Pháp Son. Pháp Son. Cho em coi cái bông này. Đó, cái chừng nó màu son đẹp. Cánh bông màu son. Vàng anh. Đặc biệt là cánh to anh ha. Cánh to. Son thì vừa cánh nó to. Nó có bông búp búp nữa nè. Của anh chen lưu lưu gì mình trồng mình để bàn rất là đẹp nha. Cây này bonsai cũ đế đẹp nè. Đó. Cũ có nở đẹp luôn. Có đế chân đều chân. Tiếp theo là hoành gốc. Được 8 hoành hơn, giúp kẻ 8 hoành. Chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến ngọn là 4 tấc 9. Tá ngang nó là được 4 tấc 9 luôn. Đường kính đầu được 2 tấc 7. Rồi. Rồi đến cây Pháp Son mã số 16. Giúp vô lưu giá là 350.000. 350.000 giúp bao ship toàn quốc. Chỉ 350 thôi. 350.000. Cây này đẹp mà. Cây này để bàn hết. Để bàn rất là đẹp luôn á. Bông cây nhỏ nhưng mà bông to ha. Nở bông khá là già kìa. Đặc biệt là củ đế đẹp nữa. Rồi đổi luôn. Tiếp luôn theo đổi cây. Tiếp theo đến là cây số 17. Đó là cây thần kỳ. 17 thần kỳ. Cây thần kỳ. Này con cây thần kỳ nhỏ kỳ gọn nhỏ, lên hả? Nhỏ gọn. Cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến ngọn là 7 tấc 8. Hoành gốc cũng được 7 hoành hơn, nhúc cải 7 hoành. Cây có củ đế cho em coi, hình như nó có bông. Có bông rồi. À nhỏ gọn nhưng mà nó có nó bông rồi đó. Chứ. Đây 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 đây, anh quay qua đây nè. Đây cũng có bông nữa nè. Đây nè. Số cái đúng rồi đó. Đó, nó có bông nhóc chân rồi đó. Nhỏ nhưng mà nó có bông nha quý chú. Có bông chân rồi đó. Này thì mình về mình sửa nước dây cái bắt đầu cho trái rồi. Treo cũng đẹp á. Mình ăn ớt bớt cay, ăn chanh nó bớt chua. Thay đổi vị giác của mình. Ăn này, trái ngon ngọt thanh. Này có thể bẻ cành rớt hay gì đó ha. Đúng rồi. Rồi đến cây thần kỳ mã số 17. Nếu như lưu giá là 400. Nếu bao ship toàn quốc. Dạ 400 thôi. Rồi. Rồi tiếp theo đổi cây. Cây này dễ cho trái lắm. Đúng chứ. Rồi. Ăn cho trái rồi đó. Ăn có bông rồi. Rồi nó tiếp đến mà cây số 18. Đó là một cây mai vàng. Dạ, 18 mai vàng. Dáng dáng trực tàn dù. Đó, có phần tàn dù rất duyên dáng luôn. Thân thì trực mà cũng có lượng lắc. Đó. Độ già của nó rất là già rồi. Mai thì mai mai vàng năm cánh nha các anh chị em. Dạ. Các bác anh chị em yêu thích gì mà giao lưu mình giao lưu một cây mình trồng cái chậu mình Tết mình đem vô nhà nha. Mình treo những cái bông lì xì thì rất đẹp luôn, những cái phẩm tàn này. Rồi tiếp theo là chi tiết. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến ngọn là được 1m28.
tán ngang của nó là được 8 tấc rưỡi. Dạ, này toàn tự nhiên, chưa xòe ra heo chứ. Hoành gốc vị trí mình đo nơi đây được 24 hơn, khoảng 24 hoành. Dạ. Và đường kính bầu được 3 tấc 8. Cây củ đế nở dách chữ A. Đó. Đang nu nu nè. Dạ. Nó cũng già lắm rồi. Cây thân lưỡng lắc anh ha. Thân dán trực lưỡng lắc. Rồi nhiêu đây? Có một số bông rất là nhiều đó. Nhiều rồi anh đúng ha. Rồi cây mai vàng 5 cánh mã số 18, nhút vô lưu giá là 1.300.000, nhút bao ship toàn quốc. Dạ. Cây cây tàn dù ha chú. Tàn dù. Phù hợp treo những cái bông lì xì mình đem vô nhà rất đẹp luôn. Dạ rồi. Rồi tiếp theo nút đổi cây. Đến mã cây 19, đó là bao gồm 3 cây. Trang đột biến từ cây Mỹ Hồng, còn gọi là trang ngọc tiết pha lê, và trang Mỹ Phượng Hoàng sọc lá cẩm thạch. Đây là trang Mỹ Phượng Hoàng sọc lá cẩm thạch. Đây là trang ngọc tiết pha lê. Cây giống phát triển những trò tượng rất đẹp, rất là tốt luôn. Dạ. Đó. Tiếp theo là những hạ một cây chi tiết nha. Rồi cao cỡ gan đi anh ơi. Cái... cao nó được 2 tấc rưỡi. Dạ. Cây bên đây cũng tầm vậy. Rồi cái thân cây giống thì nó tầm bằng đầu đũa không ăn mình nghe các bác chị em. Đầu đũa ăn á. Đầu đũa ăn. Cây giống 3 cây. 3 cây. Như thì mỗi này. Cây thì nó 300k, 300.000 một cây. À tức là 300.000 một cây. Tùy theo của bác chị em yêu thích lựa chọn hai giống. À tức là hai giống khác nhau. Hai giống. Nhưng mà nó cùng chung một chủng loại, nó đột biến ra vậy đó. Dạ. Có thể nửa cây này nửa cây kia, mình trồng tốt rồi nó thấy nửa cây này nửa cây kia. Nửa bông này nửa bông kia nữa. Muốn biết rõ hơn thì cứ gọi cho anh. Đúng rồi, Hút sẽ chia sẻ những cái mặt bông Mỹ Phượng Vàng Sọc Cẩm Thạch và trang ngọc tiết pha lê cho các anh chị em xem tận tường. Cái tên đẹp ha, ngọc tiết pha lê. Nó cái lá rất là ngộ nè. Dạ rồi. Rồi, một cây là 300.000, nhút bao ship toàn quốc. Dạ. Còn gì nữa không anh? Rồi, nó tiếp đến mà cây số 20. 20 là cái gì? 20 nhờ chú Khánh qua quay bên đây. Rồi rồi. Đây 20 là cây sọp. Đây cây sọp của chú ơi. Đây là cây sọp đọt đỏ. Cây này thuần chậu khá lâu nghe các anh chị em. Dạ. Sọp đỏ. Có cái củ đế đây nè. Thớn mà nó bề đế nó rất là đẹp luôn. Phù hợp cho các anh chị em giao lưu như mình trồng trước cửa quán tiệm quán nước đâu nghe các anh chị em. Hoặc là mình có sân trống á, nhà rộng sân trống mình trồng những cây này thì rất là đẹp luôn. Làm bóng mát. Bóng mát. À, cây sọp nữa. Rất tuyệt vời. Rồi đo hảo chiều cao. Rồi cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu, mặt đất đến ngọn là 3 mét đi. Tán ngang, tán lá có cành gì được 2 mét. Cái hoành gốc vị trí nơi đây được 105 hoành. Dạ, đó, nơi cổ đế. 105. Sọp đọt đỏ nghe các anh chị em. Dạ, sọp đọt đỏ. Đường kính bầu luôn được anh ơi. Đường kính bầu là được gì được 9 tấc 9 nè. Dạ. Đó, bởi vì 9 tấc 9. Điểm rễ nó bị cháy. Rồi. Nhưng mà xử lý keo tới thịt nó rồi, ngon lành luôn. Dạ. Đây, mặt bên đây đây. Đế khến đẹp. Rồi nó lên tượng vậy thôi anh ha. Thường gì đó. Tùy theo của anh chị em yêu thích gì, có thể cắt bonsai lùng lực cũng được, mà để tàn như gì mình làm bóng mát cũng rất là đẹp luôn. Rất phù hợp. Rồi cái sọp này giá sao đây anh? Rồi cái sọp đọt đỏ mã số 20. Nhút vô lưu với giá là 4 triệu. Nhút bao ship 300 cây số. 200 cây số thôi. Nhút bao ship xe tải. Dạ. Yeah. À, còn nếu mà giao lưu của anh chị em gần giao lưu tại chỗ thì Út với giá để giá là 2 triệu tại chỗ. 2 triệu tại chỗ. 2 triệu tại chỗ. Dạ. Còn ship 200 ngày theo chú. 200 cây số thì 4 triệu. Vì Út mướn xe tải nặng, nặng lắm. Rồi. Rồi đến cái sập số 20 là cây của clip ngày hôm nay. Thì ngày mới Út kính chúc toàn thể của anh chị em gần xa đang xem kênh được nhiều hạnh phúc, sức khỏe và cùng là chúc tốt đẹp nhất. Và ngày mới phát tài của anh chị em gần xa xem kênh cho Út ủng hộ Dân Út, Dân Út trân trọng cảm ơn. Dạ. Dân Út hẹn của bác anh chị em những clip video tiếp theo. Rồi, vậy thôi anh Út ha. Rồi. Em chào anh, con cũng chào chú ha. Cảm ơn quý chú đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo.